Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc. Hiện tại mình đang có mặt trước cửa nhà em Bí Thư Gia. Đội thợ thì đang xây, bây giờ đang là khoảng tầm hơn 2 giờ chiều. Hôm qua thì mình cũng có mua cái miếng bạt và hai thùng sơn vào nhà anh và Mỹ Xính, tức là anh một bố bốn người con ấy. Thì hai thùng sơn thì mình cũng lấy vào để sơn nhà anh Xính ấy, còn miếng bạt thì cũng cho hai vợ chồng trẻ. Mà cái ngày trước cũng có chị Cẩm Vân Nguyễn và anh Ken Phan hỗ trợ cho con bò ấy. Và hôm nọ cũng chị Cẩm Vân Nguyễn thì cũng mua cho 2-3 miếng bạt của nhà hai vợ chồng trẻ rồi. Nhưng mà do là cái miếng bạt khoang trắng sọc kia, sọc đen kia thì không quây được chuồng bò ấy. Chị có bảo mình mua thêm một cái miếng bạt vào để quây chuồng bò cho nhà hai vợ chồng trẻ kia. Mình cũng vừa gọi em đấy sang đây để hộ em Hùng sơn một lúc nhà anh Xính, xong mới qua quê chuồng bò bên đấy nhá. Đây là hai thùng sơn của chị hai thùng sơn của cô Thiên Hương ở bên Mỹ, cô cũng mua cho là để sơn nhà anh và Mỹ Xính. Còn đây miếng bạt đây, cái này hôm qua mình mang vào đây nhá quý vị nhá. Đây là miếng bạt dài là 15m nhá quý vị nhá. Bạt xanh vàng. Đấy, một mặt xanh một mặt vàng, loại này là loại rất là dày luôn. Cái chiều rộng của nó thì 4m, còn chiều dài mình mua là 15m nhé, để tí quây chuồng bò. Đây ạ, một cái miếng bạt ấy thì mình mua là tổng chiều dài của nó là 15m nha quý vị nhé. Đơn giá là 25.000 một mét thì bằng 375.000 cái miếng bạt này của chị Cẩm Vân Nguyễn mua cho hai vợ chồng trẻ nghèo nhất thôn Bản Ha Cá. Tí nữa em đấy cũng tên là Pó Hùng nhỉ? Vâng. Em Pó đấy cũng sang lễ hộ đi sơn nhà anh Xính, xong đi qua quây chuồng bò nhà em Pó sau. Đây là miếng bạt của chị Cẩm Vân Nguyễn mua cho nhá quý vị nhá. Đây ạ, mình hôm qua mình vứt ở đây nó hơi nhìn hơi chứ không được gọn một chút thôi. Mình cũng vừa liên lạc lại với cái em đấy cũng tên là Pó như quý vị nhá. Là em cũng đi thấy nó bảo là đi lấy củi chưa về, thì chắc mình với em Hùng khắc lên. Sau cùng anh vào mới xính, anh vào mới xính kia vào đấy cũng bảo ở nhà đúng không? Vâng. Với anh em mình khắc lên, ở anh kia anh xính hộ làm được. Để cái khung xe nào ấy nhỉ? Để tạm đâu đi. Để tạm đây tí đi. Đây là anh một thùng anh cắt được. Nhẹ mà, đi anh em mình đi. Còn cái bạt của chị Cẩm Vân Nguyễn này mình cứ để tạm đây, xong tí nữa mình em Hùng về xịt nhà anh Xính xong mình sẽ lên. Anh Xính cười cười gật gật. Đi lấy qua bên hông, bên này sơn trước cho nó dâm mắt này. Còn bên kia nắng sơn sau. Cạo cho nhờ, anh cạo cho nhờ. Chưa cạo à? Cạo rồi thì sạch sẽ chú ý sơn thôi. Bảo anh dọn hết đồ, mấy cái cây cối thứ này. Bên này là tốn hơn đấy, bên này nó cao hơn đấy. Tốn hơn bước đằng trước, ngày trước đấy. Bởi cái hép cửa vào cũng được, không phải mở ra tí nó bay, đỡ bay vào nhà. Đỡ bay vào nhà, tí bay vào nhà. Đợt này lại tiếp tục là mua thêm cái loại sơn xịt này nha quý vị nhá, xịt này cho nó nhanh gọn. Cái này sơn này thì là cô Thuyên Hương Nguyễn cô gửi em Linh Văn Bé mua cho hộ mình rồi nhá. Thì là em bé ra giao cho mình hai hộp này, hai thùng này để mình vào mình. Sơn lắc 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 nó bây giờ.
Đấy là hôm nào cũng sơn qua rồi thôi. Em bảo với anh Xính ấy. Và anh Xính bảo đây là cái sơn này là vẫn là cái quà của cô Thiên Hương Nguyễn, cái cô hôm nọ mà cũng có mua cho xịt bước đằng trước ấy. Vẫn là cô đấy là mua tặng nhà anh Xính nhá. Đứng đứng một chỗ cơ, cảm ơn. Đây là cô của Thiên Hương đó. Vâng, nói chung là anh Xính là cũng không nói thành lời ấy, thì mình cũng vẫn hiểu nôm na là từ sau xanh ấy, thì là từ cảm ơn. Cảm ơn đến cô Tuyên Hương Nguyễn, nhưng mà vì là anh không nói lên lời thì cũng qua cái video này cũng có cho phép em Ngọc cũng xin được thay mặt gia đình là cũng cảm ơn đến cô Tuyên Hương Nguyễn rất là nhiều. Cô đã dành cái phần quà là mua sơn cho nhà anh Xính để sơn để cho bên ngoài đỡ han gì, nhìn cho nó ngôi nhà nó sáng sủa hơn. Chúc cô và gia đình luôn có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và anh Xính hộ sơn luôn được mà. Liên nhanh tí không ạ? Không là nó đọng, nó tốn. Không có khẩu trang không? Không có. Đây là khẩu trang rồi nhỉ? Đều đều và anh Xính ạ, đều đều và chỗ đấy hình như gần bếp phải không? Gần bếp đen đen nó phun dày dày tí cho nó để cho nó xanh.
Thế chỗ nào anh tính sơn là tí phải sơn qua lần nữa Hùng ạ? Không anh tính sơn không đều ấy. Chỗ đấy là cái tấm là hơi bị đen đấy, là do là gần bếp củi ra là cái khói ấy, khói bếp. Bên trên lấy chổi quét sạch đi mạng nhện mọi người. Bên kia xong rồi không? Bên bên này. Mình cũng vừa xuống nhà em bí thư già xem anh em thợ làm dưới đấy, mình cũng vừa lên đây thôi quý vị, tại vì hai công trình hai nhà gần nhau ấy, nhà bí thư già ngay đằng dưới này chắc khoảng mấy chục mét đó. Thì anh xính với em Hùng thì cũng ở trên này vừa xịt ở mặt bên này, hơi nắng một chút nhưng cố gắng một chút. Thùng kia hết rồi phải không? Còn thùng này là hết à? Bên này là nó ấy hơn, đỡ hơn bên đấy chắc đủ ấy. Nhờ. À đây đằng sau này cũng sơn hết rồi nha quý vị nhá, đằng sau này này. Ô con gà sao lại anh xí này buộc trói chân gần này? Sợ đi à? Trói chân gần đấy. Tội nó không? Buộc dài dài vào đi. Mình cũng vừa lên xuống nhà bị thư già lên thôi. Đây này, chỗ này anh xính với cả em Hùng cũng xong rồi. Sơn xong này mình sẽ đi qua bên nhà cái em hai vợ chồng trẻ nghèo nhất thôn bản Há Cá đấy để răng cái bạt chỗ chuồng bò nha quý vị nhá. Đây chỗ này đây. Vừa nãy cái ban đầu thì em Hùng với cả anh xính cũng sơn bên này nha quý vị nhá. Đây là nó đây nó gần cái bếp củi ấy, đâm ra nó cũng không được sáng mấy đâu. Đây nó đen ấy. Thùng sơn bên này thì em Hùng cũng xịt xong rồi nhá. Đây, hết rồi. Hết sạch. Còn một thùng bên đấy thôi quý vị nhá. Ô không cần thang à? Có đủ không đấy?
Còn một góc này nữa là xong rồi quý vị. Xong thì mình cũng sẽ bảo là anh Xính đi cùng luôn. Hồi nhà em hai vợ chồng trẻ quay cái bạt để cho nó nhanh. Vì bây giờ cũng khá là chiều rồi ấy. Bây giờ cũng gần 4 giờ chiều rồi, mình cũng tranh thủ qua bên đấy một lúc, xong rồi mình cũng đi ra ngoài thị trấn. Còn có một chút việc mình đi ra ngoài đo đạc cửa các thứ ấy. Bảo đội thợ đo đạc cửa nhà em già ấy. Xong đi đặt cửa người ta. Xong bắt đầu tiến hành. Là mình mấy hôm nữa xong mình cũng sẽ cho mang vào luôn cùng cái mái tôn. Mái tôn lạnh thì mình cũng đặt ở dưới thành phố ấy. Mình lên được ở trên này, trước cũng có một xưởng nhà bác Phứ. Làm nhà bác Phứ đặt xưởng ở trên này, nhà xưởng ở trên này tại vì người ta không bán được hàng. Ở trên này mật độ dân cư nó thưa thớt với cả cái độ tiêu thụ của nó chậm ấy. Thành ra người ta không thể tồn tại được, người ta đang nghỉ, đóng cửa. Bây giờ muốn lấy cái tôn lạnh phải lấy từ thành phố trở lên. Rất là khó. Khéo nhá, chưa đấy. Nắng này khô nhanh thôi nhờ. Lúc khô. Loại anh Xính còn có nhiều lấy đủ ấy. Loại anh Xính còn có nhiều. Loại anh Xính còn có nhiều không, lấy nó đủ ấy. Hết rồi, lấy loại mới. Loại anh Xính lấy loại mới chưa? Cho đủ ấy. Đủ đủ ấy, đỡ phải ấy. Đủ đúng không? Thế vừa đẹp. Đấy, vậy là đã xong cái sơn nhà anh Xính nha quý vị nha. Đằng trước, đằng sau, bên hai bên hông thì cũng đã xong hết rồi. Đây là cái món quà của cô Thiên Hương Nguyễn ở bên Mỹ, cô cũng dành tặng là cho nhà anh Xính. Bây giờ mình ta cũng bảo anh Hùng với anh Xính đi hộ quê cái bạt ấy luôn, của hai vợ chồng trẻ ấy. Món quà của chị Cẩm Vân Nguyễn mua tặng. Đây, bên này em Hùng cùng anh với anh và Mỹ Xính ấy cũng hộ đang quê cái chuồng bò bên dưới nha quý vị nhá. Hôm nọ thì chị Cẩm Vân Nguyễn mua cho cái bạt bạt màu sọc sọc này. Thì mình thấy hai vợ chồng đã quây hết bên ngoài rồi nhá quý vị nhá. Quây rất là gọn gàng luôn, ghim đinh vào luôn, nhìn rất là gọn gàng. Đấy, như này thì mưa gió cái thứ đỡ hắt vào. Đây ạ, tất cả bên này, bên đằng sau thì vợ chồng cũng đã làm hết rồi nhá. Quây hết bên đằng sau, đằng trước và xung quanh. Đấy. Tất cả hôm nọ mình như quý vị nhìn thấy là cũng 3 miếng bạt nhá quý vị nhá. Hả? Thế thoải mái rồi, để mưa gió hắt vào. Đủ không em? Có đủ không? Vừa đẹp đấy, nhờ. Đây, vừa đúng cửa luôn này. Đúng vừa đẹp luôn, 15 mét. Cái này gấp đôi vào phải không? Gấp đôi vào quá thoải mái rồi. Cái đây là rộng của nó là 4 mét mà, gấp đôi vào được 2 mét. Vừa đẹp luôn đấy, quây vòng tròn luôn đấy quý vị. Hôm nào cái bạt này vừa đủ à, Pó? Đủ luôn. Vừa đủ luôn à? Vừa đẹp luôn nhỉ, mình tính quan chuẩn nhỉ? Anh đo trước mà. Cần nó đúng là tương đối thôi, đây bên này này. Cũng vừa đủ luôn, cái này là lấy miếng ấy và vá vào thôi đúng không? À đây, vá vào thêm thôi. À vá vào để cái cắt cỏ bò.
Đây xung quanh có hết rồi nha quý vị nhá. Cái này là vướng con cún này mình không sang đấy. À không sao cái gì. Đây này tất cả xung quanh đều xong rồi nhá. Cái này hôm nọ cha hai vợ chồng quê à có? À em hồ em hồ quay à? À em với anh Tính cũng qua hồ quay đúng không? Trong nhà bố em không biết quay ở đâu. Ô bò nhà nào nhiều này? Bò nhà ai em? Ở bò này. À nuôi nuôi dế hay sao? Nuôi dế đấy. À nhà ông cái gì, nhà ông nội cái gì? À. Cái này nuôi được gọi là nuôi dế đấy đúng không? Chia nhau chia con đấy đúng không? Còn con này là con ngày trước là mua cho là con này này quý vị, còn đây là con mẹ của nó. Thì đây là chắc nuôi nuôi của nhà ông nội. Ở đây bà con ở trên này hay kiểu như là nuôi dế tức là nuôi dế chứ không phải nuôi dễ nha quý vị nha, nuôi dế tức là nuôi kiểu như là chia con ấy, được đẻ ra được ví dụ được hai con thì chia nhau mỗi người một con. Đấy cái người người ta có bò cho đến gia đình mình nuôi ấy thì bây giờ đẻ ra được hai con thì gia đình được một con và người chủ bò mang đến được một con, có nghĩa là chia nhau như thế. Còn cái bàn này cũng ghim đinh các kiểu vào nhìn cũng rất là gọn gàng. Đấy. Nhìn be này là mưa gió đỡ hắt vào, mùa tới là mùa đông này đỡ lạnh này. Có lẽ vừa đi đâu về lấy cỏ à, lấy cỏ hay lấy củi nè. Em ấy hả? Đi lấy củi à? Vừa đẹp luôn nhờ. Cắt đúng vừa chuẩn luôn. Được. Mùa đông ở trên này rất là lạnh quý vị. Nếu mà không quây vào ấy thì mưa gió những cái mùa đông này này nó hắt vào ấy, lạnh buốt luôn. Để đảm bảo cho sức khỏe của con bò ấy mình cũng nên là quây vào như thế. Nhưng do gia đình không có điều kiện ấy thì chị Cẩm Vân Nguyễn chị cũng có thông cảm được với hoàn cảnh của gia đình, chị cũng có là hỗ trợ cho cái phần bạt để quây bò. Thì qua cái video này cũng chả biết nói gì hơn, em cũng xin chúc chị Cẩm Vân và gia đình luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và hạnh phúc, luôn luôn thành công trong cuộc sống. Gần như bây giờ đã quay xong hết rồi nhá. Còn trong nhà này. Còn một cái miếng bạt xanh kia đâu hả bó? Ở đây miếng đây à? Cái này là sau này để ấy quét nhà cửa xong là dọn ở trong nhà để trong nhà đây này. Còn một cái miếng bạt xanh hôm nọ ấy, nhưng để đây nó hơi bụi bặm tí ấy, mình cũng bảo là vợ chồng em ấy thì giải trong nhà cho nó cho sạch sẽ đến mùa đông cho đỡ lạnh. Còn đây là phía bên trong ngôi nhà của hai vợ chồng nhá, tại vì là quây bạt xung quanh nó hơi tối một chút. Thì là trước thì chị Cẩm Vân cũng có hỗ trợ cho là hai cái bóng đèn tích điện, cái này vẫn còn dùng được chứ em? Còn sáng không? Hả? Còn sáng cái gì? Đây là phía bên trong nhá, ngôi nhà vợ chồng trẻ mới làm được khoảng hơn một năm. Nói chung là bà con trên này ấy, thì khi cưới nhau thì cũng đi ra ở cũng hai bàn tay trắng, đâm ra cũng không có là công ăn việc làm là thứ nhất. Thứ hai nữa là gia đình bố mẹ cũng không có điều kiện ấy, ra chỉ có ở như vậy thôi. Thì ở trên này bà con kiếm cái công ăn việc làm nó rất là khó ấy, đâm ra cũng không thể là phát triển được ngay. Thì cũng ra qua đó rất là may, cũng có chị Cẩm Vân và anh Ken Phan cũng hỗ trợ cho con bò để hai vợ chồng phát triển kinh tế sau này có
được nhân giống lên bán thì cũng có là được dồn tiền để làm nhà về sau này. Theo đánh giá cá nhân mình thì hai vợ chồng cũng rất là chịu khó, chứ không phải là như quý vị cũng có rất là nhiều người hỏi là tại sao là hai vợ chồng trẻ lại còn hoàn cảnh như thế. Thì quý vị cũng hãy thử lên đây trải nghiệm cuộc sống bà con trên này. Đấy, bây giờ nguồn nước còn hiếm mà xung quanh toàn đá, mà đi làm rất là vất vả và khó khăn. Thử hỏi xem quý vị xem không có nguồn thu nhập thì tất nhiên là cái cuộc sống nó sẽ là vất vả hơn. Bây giờ cũng khá là tối rồi, thì mình cũng chỉ qua đây chia sẻ cho quý vị biết tình hình là cái bạt nếu hai vợ chồng trẻ và em Hùng cũng như anh Xính hộ nhau để mà hoàn thiện quây nốt cái chuồng bò nhà hai vợ chồng trẻ. Bây giờ cũng tờ mờ tối rồi đấy quý vị, nhìn trong hình ảnh thế này thôi, nhưng mà thực ra là trời khá là tối rồi. Mình cũng chuẩn bị đi ra ngoài thị trấn để về. Còn bây giờ về đến nhà là chắc chắn một điều là tối mịt rồi. Còn đi đường rừng này ra ấy, thì tối đi rất là khó ấy. Mình cũng phải ra sớm trước khi là trời tối, ra đến đường lộ. Ra đến đường lộ thì nếu mà trời tối thì đi nó còn dễ hơn. Cho nên mình cũng chắc có lẽ cũng xin dừng cái video tại đây. Nếu như quý vị cảm thấy video hay và bổ ích thì hãy like cũng như chia sẻ cho mọi người cùng biết. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo.